trong thời gian tới tôi sẽ tốt nghiệp ngành kinh tế học và kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Từ nhỏ mình nghe nhạc mà cảm thấy cái nhịp điệu nó sôi động, làm cho người mình giống như ngồi yên không được vậy đó. Thì cái đầu cứ lắc, cái mình cứ đung đưa, rồi mắt nhắm mà cứ cảm nhận âm nhạc thôi. Hay quá, bây giờ tôi hoàn toàn tin những lời bạn nói, là cứ nhạc lên là đầu bạn lắc, người bạn rung. Chúc bạn may mắn. Lý do gì bạn đến với cuộc thi? Thôi, ngày hôm qua khoảng 10 giờ khuya gì bạn của em mới điện lại là ở đài truyền hình có tổ chức cái chương trình gì hay lắm, nó đi cái hỏi còn đăng ký tham dự được không, cái mình đăng ký mình vô luôn à. Anh chưa bao giờ thấy giày nhảy múa như vậy, thì anh muốn hỏi cái thể loại nhảy của em là thể loại nào? Em thì cũng không có rành lắm, em cũng không biết là thể loại nào nữa, có nhạc vô sung sung cái em nhảy thôi. Âm nhạc là cướp liền đấy đúng không? Âm nhạc bắt đầu. Đầu tiên anh muốn cảm ơn em rất là nhiều. Ở trên thế giới có rất là nhiều dancer không có đủ tự tin lên sân khấu này. Nhưng mà em đam mê nhảy, em thích nhảy thì em cứ nhảy đi. Cứ nhảy đi. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn em nhiều.